Pháp Lam là môn nghệ thuật tráng men nhiều màu sắc trên nền kim loại và nung ở nhiệt độ cao. Hiện tại, Pháp Lam có 3 kỹ thuật cơ bản là họa Pháp Lam, tức vẽ men trên kim loại. Thứ hai là khắc ti Pháp Lam, tức là uốn từng sợi dây kim loại trên kim loại, sau đó tráng men vào. Và cuối cùng là tạm thay Pháp Lam, tức là miếng kim loại sẽ được cắt lõm đi và đồ men vào. Tất cả 3 kỹ thuật trên sau khi tráng men đều được nung ở nhiệt độ cao và mài phẳng. Thì có 3 yếu tố mà để mình quyết tâm mà bỏ hết để đi theo Pháp Lam á. Thứ nhất là mình thích độ thủ công mỹ nghệ. Thứ hai là Pháp Lam là nghệ thuật tuồng khắc truyền Việt Nam và men lịch sử Việt Nam rất là lớn. Và cái thứ ba nữa là ở Việt Nam mình chưa ai nghiên cứu sâu vào kỹ thuật chế tác Pháp Lam. Thật sự là ở kỹ thuật này ở Việt Nam mình nó hầu như là vẫn không có tài liệu cũng như là không có người hướng dẫn. Thì mình phải tự tìm kiếm, tự học hỏi. Một số cái nguyên liệu mình bắt buộc phải nhập từ nước ngoài về. Là mình cứ mày mò theo cái mình xem hướng dẫn và mình mọi một số kinh nghiệm của mình. Theo anh Tùng chia sẻ thì bộ môn này đòi hỏi tính kiên nhẫn, tỉ mỉ cao. Và để làm ra một sản phẩm Pháp Lam cần có 4 bước cơ bản là xử lý phôi kim loại, đổ men, nung ở nhiệt độ cao và mài. Đặc biệt, 4 bước cơ bản này đều quan trọng như nhau. Nếu một trong các bước này hư thì xem như sản phẩm sẽ không đạt yêu cầu. Và từ 4 bước cơ bản này sẽ có những bước phụ khác nhau. Như vậy, để có sản phẩm hoàn chỉnh, cần 25-30 bước. Thì về Pháp Lam á, là mình đang muốn truyền tải cái văn hóa, là mình đưa những cái hoa văn, họa tiết của mình vào ứng dụng chế tác Pháp Lam. Thì ở đây mình có sử dụng cái hình ảnh chim phượng thời Lý. Sau đó là mình có sử dụng một số hình ảnh như là vân mây hoặc là con long mã, là ứng dụng với cái truyền thống lịch sử văn hóa. Thì để phát triển theo hướng hiện đại tí thì mình có ứng dụng một số cái về trang sức và một số cái cổ phục để men heo. Thì riêng bản thân mình cũng có tạo ra cái biến thể riêng. Thì mình đang ứng dụng cái men Pháp Lam và kỹ thuật sơn mài Việt Nam ra cái nghệ thuật này. Thì mình gọi nó là men mài. Chứ thật ra mình không biết là trên thế giới có ai sử dụng cái thuật này chưa. Nhưng mà mình chưa thấy sản phẩm nào của người sĩ đó. Để mình ứng dụng kỹ thuật của men Pháp Lam và sơn mài Việt Nam để tạo hoa văn bất định. Nên mình gọi cái này là men mài. Hiện anh Tùng đang giới thiệu Pháp Lam đến những bạn trẻ thông qua các buổi workshop và hướng dẫn các bạn sinh viên làm đề án về bộ môn này. Trong tương lai, anh mong muốn giới thiệu những sản phẩm này đến bạn bè quốc tế thông qua những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam.